Bây giờ đang có người gọi xem cây xưa thì ta đi xem cây xưa cái. Mang cái đồ nghề này đi. Bây giờ xuống xem kiểm tra cây xưa đã có lõi chưa? Xem cây xưa đã ra lõi chưa, đã có lõi chưa? Xem lõi to chưa? Bây giờ ta xuống dưới vườn dưới này. Đấy, đi trước. Không ra nữa. Cây này bây giờ hôm nay mục đích là xem kiểm tra cây này. Đây có vẻ nó sâu rất là to dài đẹp. Bây giờ để mình triển khai kiểm tra nhá. Kiểm tra xem vanh, vanh ở tầm này ngang cái cổ rồi. Đây, đây là 60, đây là 68, 68, một cây xưa vanh 68. Bây giờ ta chia, hôm nay là mục đích là kiểm tra, khoan kiểm tra xong rồi là ta tính lõi. Xem là thì xem tính tiền. Khoan kiểm tra, khoan chỗ nào, ngắm đi, khoan ở cái bụng này nhá, đúng chỗ đòi, dùng. Ôi dồi, vào sâu quá rồi đấy, lõi đẹp thế nhỉ. Lõi thiên thần, tím ngắt. Kiểm tra đây. Thôi nó rụng cả xuống đây. Lõi đẹp thật đấy. Còn 68 này. 68 này. Khoan vào sâu mất một tí đấy, nhưng mà thôi kệ. 68 mà khoan sâu đây là bao nhiêu? Chưa đến 6 phân. Như này nếu mà đúng không chỉ 5 phân rưỡi thôi. 5 phân rưỡi tại vì tôi khoan dúi phát mạnh. Máy tính. Phải sử dụng máy tính thì mới chính xác. 6 8 chia 3,14 bằng 21,6. 21 cứ gọi 21 thôi. 5 phân rưỡi là 5 phân rưỡi là trừ đi 11, trừ 11 bằng 10.
ơi. Ừ, đúng rồi, 21 trừ 11 bằng 10. Đường kính lõi cây này đã 10 rồi. Lý tưởng đấy. Cái này đạt yêu cầu. 10 mà bây giờ ta xem. Cái chiều dài cây này thì các bạn xoay xem là xứng đáng là đến đâu. Đứng thế này thì nếu chuẩn mà nói thì đến đây là đẹp này. Đến cái khuỷu này là đẹp này. Còn lên tiếp mãi trên kia thì còn dài lắm. Thế như khuỷu này xuống thì nó rơi vào khoảng tầm 4 mét rồi. 4 mét. 4 mét mà 10 là đã có hơn 40 cân. Hơn 40 cân nõi. Hơn 40 cân nõi. Trên kia thì chưa không tính. Thế như vậy là cứ gọi là lôm la ra mà nói là 50 cân. 50 cân nõi. 50 cân nõi thì như cây này mà lõi màu này rất là đẹp. Màu này là hiện nay nó phải rơi vào cỡ ở lõi 10. Lõi 10 mà màu đẹp thì nó vẫn rơi vào cỡ 300. 300 một cân. 300 một cân thì bao nhiêu? 35, 15. 15 triệu. Đấy. Đấy là tôi tính, cách tính để tính cho bà con biết là cây xưa nhà mình mà lõi 10 mà nó dài. Dài cây này là phải dài 3-4 mét là đẹp nhé. Còn trên nữa, tức là còn phải trên nữa mà nó rất là dài ra mãi kia. Thì ước tính một cái công thức là nếu mà 4 mét đẹp như này, nó nõi 10 ở tầm này thì nó rơi vào khoảng 1,2. Thì 1 mét của nó là 12 cân mà 4 mét là 40 cân, 48 cân. Đấy. 48 cân. Thế còn đâu là dâu ria lên kia tôi cứ gọi cho 50 cân. Thì nó sẽ rơi vào. Đấy, hôm nay tôi tính chi tiết thì tính chi tiết để bà con ta nắm được cách tính và biết được cái giá tiền là cây này nó đã rơi vào 15 triệu. 15 triệu. Đấy là 15 triệu là màu đẹp này. Lõi 10 này màu, nhưng mà màu là phải đẹp nhá. Thì là nó sẽ rơi vào 15 triệu cái cây như thế này. Đấy, đấy là giá chuẩn hiện nay nhá. Thế thì hôm nay tôi hướng dẫn bà con và các bạn là xem khoan, kiểm tra và tính nõi và cũng tính được giá tiền của một cây xưa. Đấy, đây là cây này mới có banh có 68 thôi nhá. Đấy, đây là ở cái thời giá như bây giờ. Như trước ấy, tôi cũng có cây xưa giá lõi có banh có 68 mà tôi còn lõi 13. Đấy. Thế nhưng mà cây này là lõi 10. Khoan 5 rưỡi. Cây của tôi trước là khoan có 4 phân rưỡi. Đấy thì ngọc có những cái cây đặc biệt là nõi nó rất đạt là như thế. Thế các bạn xem hôm nay tôi kiểm tra khoan, kiểm tra rồi tính toán cho các bạn xem, và các bạn thấy hay thì hữu ích mà cũng là học, mà cũng kiểm tra cây xưa nhà mình để mà biết được cái giá tiền của cây xưa. Thế thì hãy đăng ký kênh nhé để xem các video tiếp theo. Thì các bạn cuối cùng chào các bạn.